Gấp 100 lần cao xin. Bắt đầu mày ra kia mày đọc cho các bạn. Tên u nhanh như này. Sang đội 2 đi kìa, thằng Tạc Giang cũng thích bên đội 2 kìa. Đổi sang đội 2. Bảo thằng cái lên sang đi. Hôm nay tìm gánh tạ này mạnh phết đấy. Ok. Thằng cái lên. Sang đây. Thôi được rồi, cho thằng đấy đi. Anh ấy mời cao thủ khác vào. Anh mời đây rồi để em mời các bạn. Nó sang rồi. Nó sang rồi. Thôi được rồi, bắt nó đánh đi. Cho nó đi rừng, thằng này đi rừng tín được. Thằng này đi rừng thang điểm 10 anh chấm cho nó khoảng tầm 5 trừ nhá. Riêng cái lần đi rừng anh chấm cho nó 5 trừ đủ điểm đỡ. Còn tặc răng đi xạ thủ anh chấm cho khoảng tầm 6,5. Đi với khôi như vậy là cũng không phải quá tệ, 6,5. Đấy, mời được mấy bạn này, toàn kim cương này. Toàn kim cương anh ơi. Đấy, mời đi. Yên tâm, mình có VCSA với cả VCSB ở đây, lo cái gì. Còn nữ. Thôi, ai đá người ta thế? Người ta vào giờ đừng đá người ta, trời ơi. Thôi được rồi. Đâu bạn tự toán. Thằng bạn tự toán. Mày luyên thuyên, mày cái tay gái là mắt mày tít vào. Bạn nữ thì làm sao? Nam nữ bình đẳng. Người ta đã vào rồi còn kích người ta đùa tệ. Thế mới nói là các bạn đừng bao giờ có tôi cũng không biết dùng từ như thế nào nữa. Lê Khôi thì quá tệ. Chạy nhá. Chạy. Thực sự ngày hôm nay thất vọng với em lắm Khôi ạ. Ui, tự tin không? Pick top luôn, pick top được. Thế thì tôi sẽ đi hỗ trợ cho Tạc Giang Boy. Chúng mình đã đi mít rồi. Tạc Giang Boy này, ôi tôi cầm bảng AP, thằng nào đánh nhau không lại cái thằng kia. Mình nhìn thấy tốc độ đánh mình tưởng bảng AD đỡ hợi. Thảo nào Poppy nó cứ yếu, đánh không lại, hóa ra là bảng AP á. Đỡ hợi AD 1 đây, rồi ôi nhìn mấy cái AP AD nhìn nó cứ díu cả mắt lại với nhau. Bạn kia, bạn đi mít mà. Bạn nào? Đấy, bạn của anh ấy, Rio New ấy. Thì kệ họ đi đâu thì họ đi. Nó cầm dịch chuyển nó đi mít à, vả vào mồm. Đọc chat à. Kệ. Mày thích đi đâu thì mày đi. Mình cứ đánh Kenen đi. Kenen của mày thì mày đi đâu thì được. Okay, thằng này tệ, thế nhở. Vệ binh tinh tú. Sổ ôi. Nhìn tươi thế nhở. Rớt hết cả mồm rồi. Đấy. Nhớ mai tặng em ấy nhá. Mai tặng mày cái gì? Được, để tao ăn trộm tiền ăn sáng của vợ tao đã. Mày cứ làm như là từ tôi đi lấy cung nước các bạn đợi tôi một tí. Quan âm tuyệt vời. Ăn cắp tiền ăn sáng của vợ. Tặng thằng em cái sơ kỳ. Nghe thấy bất cập đúng không? Con gì đấy mà có vẻ quý tặng em hơn cả vợ. Đáng nòng. Nói thế đó chứ điên mà tôi ăn trộm tiền ăn sáng của tôi lại mua skin cho thằng Khôi. Hóa ra tôi lại mang tiếng là vừa không yêu vợ, thằng là thằng ăn trộm, rồi lại còn thêm lại là ngoại tình với thằng Khôi, nghe chả ra cái gì cả. Rõ ràng là không được. Tôi chỉ nói thế thôi, cho nó có cái vững tâm để nó đánh nó tốt cái trận này thôi. Trận trước nó đánh cũng được. Hai lần cắm trại trên top như vậy là cũng kiên trì.
Khá, nói chung là khá. Khôi ơi. Dạ. Anh phát hiện rồi, trận trước anh cầm nhầm bảng học. Thế trận này có cầm nhầm không? Poppy AP. Ui. Thằng nào tao đánh nó bảo là không đau. Nó quay lại nó bảo với tao đâu. Nó chát luôn. Nó chát luôn mà không đau. Không đau. Mặc dù tao để mút ôn. Để chặn rồi nó vẫn. À thế là cái khẩu hình miệng. Ừ, thằng Bren quay lại nó bảo không đau đâu. Không đau. Lúc sau anh mới phát hiện ra. Thế trận này để bảng AD hay là bảng AB đây? Trận này thì đánh support thì để đúng bảng. Có hồi năng lượng, có linh tinh các thứ. Thôi đừng nói em không hiểu. Đều nói chung mà trận này đánh được. Cũng lắm là fit. Mà tao đi với ai ấy nhỉ? À, anh đi với thằng Tạ Giang đấy. Chết rồi. Chết. Ủa team mình lại thách đấu kìa. Chết. Bên kia thì toàn súc vật mà bên này thì toàn Timo. Cái nén như thế này. Tệ quá này chị. Đánh nhau gọi người ta bay xuống nhá. Tôi thề sang cái mùa giải mới thằng Tạc Giang Boy ở team nào tôi dìm bằng chết luôn cả Tạc Giang Boy cả cái team đấy. Đánh hay tôi cũng bảo đánh dở. Mà đánh dở lại thành đánh hay. Đánh dở lại thành đánh hay. Đấy. Bàn rút rồi à? Liệu hồn đấy. Trận này mà Timo mà thằng Tạc Giang mà đánh liên thuyền là biết rồi đấy. Còn cái bạn Rio New E Godvi này là ở trong team Rio ở bên trong khu vực Đà Nẵng. Hôm nọ thì tôi có bình luận giải ICSB ở trong Đà Nẵng thì cũng có cái cơ hội để gặp team Rio rồi. Hôm đấy đã phải kết bạn với nhau để còn lỡ chẳng may bị văng ra ngoài thì còn có chế độ khán giả để vào tiếp tục là stream lên cho khán giả để họ xem. Thì kết bạn với bạn Godvi này đánh khá hay. Godvi là tên của một người chơi đường giữa Trung Quốc. Nhưng Godvi này tôi không nhầm là Godvi đi hỗ trợ mà hôm nay lại cướp mất cái đường giữa. Ai, thế Akai. Godvi mà đi hỗ trợ. Không biết là xem stream ở đâu. Tên Godvi mà đi hỗ trợ thì đúng thật là không thể chấp nhận nào. Lên em ơi. Ui, bay đẹp không? Đẹp nhờ. Nhưng mà bay chậm bên em. Đấy, nhìn xem đi chưa. Con kẹt nền của mày là cái con nhìn trong phế lọ. Mày đứng cạnh tao mày mới được đi ấy đấy. Xổi. Đi vào. À, con Vi này đi mít thật. Cho là người ta quên đi, làm gì mà căng. Vô. Cắm mắt lộ thế. Chơi nhau. 6.000 anh ạ. Như thế nào nào? Như thế nào là phải nói. Cái thằng Khôi này tôi thề ấy. Ở trong VTV đã là một cái thằng không có nhan sắc rồi. Lại còn hãm, còn chơi game nó không biết chơi. Thôi ông Tắc Giang ơi, người ta nhìn thấy rồi, ông đứng trong tầm trụ ông ơi. Chết đấy. Chất lượng VCSA mà không biết đứng ở chỗ nào thì tầm trụ, chỗ nào ngoài tầm trụ. Cái này có chết tôi không. Ôi thế chưa. Chết, quên mất người em cái lần. Quả tốc quyền lên chiều đốt có mạng ấy. Cái lần đánh chắc lắm. Mày thấy không, đánh với anh mà nó toàn lô tướng tủ rồi nó đánh. Chứng tỏ là mày nó có một cái dành cho anh một cái sự tôn trọng không hề nhẹ tí nào. Tức là nó phải gái. Ui. Sorry. Quên mất rồi. Thực ra tôi khen nó thế thôi, chứ để chia sẻ với các bạn thì ui đau thế. Ở công ty tôi đánh in-house với cả cái phòng của bạn Cái Lân này làm ở phòng Liên minh. Tức là ở bên, tức là phóng viên chuyên viết bài cho trang Liên minh 360 này. Rồi là cho mấy cái trang của bên công ty chúng tôi. Chúng ta có thể hiểu nôm na ra là bạn ấy là phóng viên. Thì tôi có solo in-house, không phải là solo mà đánh 5 năm in-house. Phòng chúng tôi là phòng VTV gồm có Mạnh An, Khánh Hiệp, Đức Mạnh này. Ôi trời ơi, ăn nhầm một con rồi, lỡ tay.
Đánh cái bên kia thì có cái lân là đi rừng. Tôi hành ra bã suốt ngày. Thôi rồi. Sorry tăng giam. Ui. Đánh hay thế này. Cười quá em ơi. Anh vừa cho tặc răng biết anh là một cao thủ hỗ trợ. Và nếu như cái mùa năm nay mà cái bọn An Phát mà nó thuê anh làm hỗ trợ thì anh cũng không quá ngạc nhiên. Anh quyết định tiết kiệm cái kiệt sức của anh đến cùng em ạ. Kinh đợt pha xử lý đấy anh thề. Nó phải lọt vào top highlight của VCSA cũng nên đi. Sổ tặc rằng tự tin lắm. Khá. Anh đánh giá cao người em tặc rằng nhá. Chết mai xem lại highlight của VCSA mùa sắp tới thì chưa biết nó đánh đấm thế nào, có luôn pha xử lý của Mạnh An. Thôi giời. Giờ nào tao chơi mày còn dậy tao lên đồ nữa. Tao vả vào mồm mới đấy Khôi ạ. Thì bán ai mua? Mặt tím lúc nào chả có. Sáu nghìn rưỡi rồi. Ủa 6.500 rồi em? Đấy 6.500 rồi. Ui tươi quá. Có highlight phát 6.500 luôn. Có highlight phát 6.500 luôn. Đấy đánh hay khác bọt ngay. Ơ kìa buồn cười thế nhở. Ui lát hit này. Rồi. Đọc bằng cái này thì bố ông kia không dám lên phàm mình. Rồi, cái thế này đúng là thế bàng long. Bàng thái sư. Thế này đúng là đóng băng rồi, phàm nó ngày mai cũng được người em tặc răng ạ. Rồi, nhân lúc rảnh rỗi tôi cho các bạn xem. Hở lưng nhá, một đôi vai gầy gợi cả. Rồi ôi đằng trước này, cũng có tí gọi là hệ bưởi, chứ không phải là hệ cam. Chứ không phải là hệ chanh dây. Ảo ơi. Nào hãy cùng Mạnh An chiêm ngưỡng lại bộ trang phục này. Rất đẹp, như đã nói hệ bưởi, váy đủ ngắn. Ôi. Thôi. Hay đâu. Ok, buồn cười nhỉ, người ta đang review skin. Diệt nhỏ.
Tao đã gắng kiệt sức chỉ để cái khoảnh khắc này. Đây là khoảnh khắc của tao. What the fuck? Tôi thề mai mà thằng kia có mời tôi một cốc trà sữa, tôi thề không bao giờ nhìn mặt nó nữa. Không có đồng nghiệp, đồng nghĩa gì nữa. Quá thất vọng rồi những người đồng nghiệp này. Lúc đấy thành đồng... Thôi không nói. Không nói nữa. Đồng gì thì anh em tự hiểu. Đồng chí. Đồng tiền. Tệ lắm, ăn cái ép mạng xong lại đi chỗ khác còn giết người. Bực lắm người cái thằng đi rừng này. Thề đấy. Tiền. 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 Sổ Mạnh An mạnh mẽ thật. Chưa có gì cả. Ôi, xa quá rồi. Thôi bỏ. Cái gì cơ? Mito. Ờ, biết rồi. Đấy, không báo anh em chết đâu à. Chết làm sao được, mày chết đi. Dọa này, đấy, đang dọa nhẹ em cái anh em chạy mất hút. Kinh thật, khác bọt chưa. Bà thằng cái lần nó đánh từ từ đấy anh coi. Thằng nào có số điện thoại bàn thì khi gọi bảo đánh từ từ đấy đi. Nó đánh như là nhà có cỗ ấy. Đi. Nhưng mà đánh vừa thôi, đánh thì còn giữ khách chứ. Ôi tôi chết rồi. Lỡ tay vào mặt không cả. Ôi cái lên nó xuống rồi. Ô, tao cái được mạng của xã thủ em ơi. Còn coi như là cũng thỏa mãn từ nãy đến giờ vì chúng nó KS thì ta phải ăn nhẹ một cái. Chúc mừng anh nhé. Ừ, rồi cảm ơn em. Đẹp chưa? Đây, tôi cho các bạn xem chính diện luôn này. Đây là bấm B về. Đấy. Còn đây là nhảy này. Đây là nhảy này. Thôi. Đâu nhở? Đây. Đây là nhảy. Sời. Như một ngôi sao nhà cải lương. Sời nhảy. Ra gì đấy. Công chúa Thủy Tề. Sời. Như một công chúa Thủy Tề. Được. Không thể nào chưa được. Út chưa thật. Ôi, con lạy ông tắc răng ạ. Ông ấy lên thông đạo á. Thôi rồi, nhắt ông ấy. Được. Lên thông đạo là cũng hợp lý thôi. Đi với một AD bên kia thì Nautilus gây sát thương phép. Thì lên cái này là có cả giáp, cả kháng phép cũng được. Chấp nhận. Anh ấy lên chết anh ấy. Hay quá nhờ, nó chết rồi à. Cuối cùng thì kẻ ác cũng bị trừng trị em ơi. Được anh ấy, được. Được quá đi chị Lị. Yên tâm anh đi với tắc răng, anh hiểu được cộng thêm công, cộng thêm thủ em ạ. Tí nữa thì thằng tặc răng chết em ạ. Chết theo kiểu gọi là không phải VCSA set SA. Hay quá, cuối cùng kẻ ác cũng đã bị trừng trị. Ui hay thế nhở. Thôi mạnh. Mày điên à.
Ê, tóc biến kìa, tóc biến kìa. Nói cái gì đi, xanh xăm xinh, nói cái gì đi. Người ta còn nguyên cái chiêu E này. Xây à, play luôn. Vào đây, vào đây, vào đây. Từ từ đã, hồi E đã, rồi nói chuyện. Ôi em ơi, cứu anh em ơi. Hay thế nhở. Chứng tỏ là cái giá trị lợi dụng của mình là có. Nhìn cái ít máu cái này thôi nha, các bạn nhìn là cũng thèm, là cũng muốn chén đấy. Nhìn Mạnh An ngon đòn thế này cơ mà. Nhìn là cũng muốn chén đấy. Úi dồi, mất con xe to rồi. Sổ bắn đau không. Hay quá nhờ. Cái lân xuống em ơi. Clear nhanh nè, tặc răng. Tốt lắm. Chủ đây, chủ sớm ăn cái chủ đâu đấy. Mày im mồm đi. Không đâu, An không chết đâu. An chưa muốn chết đâu. Hỗ trợ, hỗ trợ. Kiếm cái mạng hỗ trợ. An không chết đâu. Ôi giời ơi. Ông Timo lên đầu cục. Ôi. Không chết đâu, không chết đâu. Bỏ ngay cái trò đi. Ui, quay lại với người em. Sai, An lại không chết. An vẫn sống, An vẫn sống. Hai lại lên 7.000 rồi. À, bao nhiêu rồi? 7.000 người xem là ủi tuyệt quá. Thấy không? Các bạn thấy không? Các bạn chính là nguồn cảm hứng để tôi chơi hay như thế này. Không, không còn là một Mạnh An lấy nhầm bảng ngọc. Không còn là một người chơi gánh nặng của team nữa. Ủa, đấy, gọt vì đánh kinh đấy. Thằng Khôi đúng tệ luôn. Mời các bạn vào chơi. Và nó mời bằng được con gái vào chơi. Để nó vừa được chơi với con gái mà nó vừa được hành người ta. Công nhận thằng này hãm. Đổi đường ấy, hành quá. Công nhận mày hãm với Khôi ạ. Anh An lên đi kìa, em mệt quá rồi. Mày là con nào ấy nhỉ? Kenen à? Ừ. Ôi, Kenen âm mạng không nói chuyện. Âm mạng rồi. Ờ, âm rồi. Hoa, hoa, em ơi nó hoa. Lên đây kìa, em bị hành quá. Thôi. Hay thế. Có hỗ trợ rồi. Ok. Hay. Đấy, hai anh em hiểu nhau đánh nó khác bọt hẳn. Đánh với Liệt Khôi tệ. Thôi xong, tặc răng này, con gà này. Úi giời, Lê Khôi tránh choáng kìa. Kiểu Eric quê ấy. Trời ơi, bị nó outplay kìa. Mình bắt khoảnh khắc tốt thật. Thề.
Thôi bỏ đi. Xời. Thằng Happy trận nào nó cũng như ở cái thằng mà vừa mới Ôi giời. Thôi. Mày điên là tao chết làm sao được mà phải cứu. Ông nhìn thấy mạng ông lại thèm mạng, ông bảo ông ra cứu mình thì đúng thật là. Thế nhà quê kìa. Có anh đến TikTok thì mày mới chạy nhanh hơn nó được. Không có tao thì mày cũng chả đuổi nó. Điên. Con gà này. Im mồm đi. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Cô giáo dạy chưa? Chưa. Lớp 1 bỏ học à? Cô giáo về đi lấy chồng. Sau này mà team nào mà gặp A, Mạnh A bên team đối thì nhớ cấm Zana đi nhá. Ôi rồi ôi, tưởng thế nào xa rời vòng tay người anh phát là người em chết như cờ hò lão hạc ấy. Đang phải xem đánh nhau. Hay em đổi tên thành cậu cậu vàng đi Khôi. Anh đổi ông tên thành là ông giáo nhá. Anh là lão hạc, em là cậu vàng, đổi tên đi. Em là ông giáo. Ông giáo à? Hay là em đổi thành chị dậu cũng được ấy. Thì cái lối đánh của em một tối như kiểu như kiểu chị dậu ấy. Anh ơi, cậu vàng thì hợp. Cái gì cơ? Cậu vàng kia với Izu. Cậu vàng á, cậu vàng là Izu á, mày nói em như thế. Em thấy không, anh về bố tú thần rồi đấy à? À, muốn giết Mạnh An là đâu có đơn giản thế đâu. Đây, thể hiện bắt à. Ôi, lốc chưa tới, lốc chưa. À. Kệ xạ thủ là phải chết. Thôi thật ra người anh chịu em rồi đấy. Anh lại dạy bậy bạ cho các bạn đây. Đây rồi, Lâm đến rồi. Chơi đi em ơi, chơi đi anh lo. Tốt lắm Khôi. Khôi biết chơi đấy. Mày thấy đánh với anh không hề có một chút áp lực được đúng không? Khác hẳn đánh với cả Melody với cả Izumi đúng không? Sao anh? Đánh với anh không gặp một chút áp lực nào cả. Đúng, thoải mái đúng không? Cực kỳ thoải mái. Đánh đi, đi đâu đây? Đánh đi, anh còn từng này máu nó ra nó hấp anh thì sao? Anh đang giữ sự trinh trắng của anh cho đến chết. Thôi em ơi, đừng có thấy sang mắt quàng làm họ em ơi. Biến ngay cả cuộc đời anh đi em ơi. Mình lấy cái gì vậy? Lấy cái này nè. Răng tưởng thế nào? Tệ lắm anh chàng tắc răng lại bưởi diễn rồi.
Không đi về cái lân cho lành em ơi. Rồi, ba anh em nhá. Ba anh em kết nghĩa vườn đào nhá. Mà đào là phải đào Sơn La, có phải đào Nhật Tân không nghe chưa? Có ai đâu mà bệnh giết thằng này luôn này. Chịu. Tệ lắm. Cả làng cả tổng họ đuổi tao đây này. Alo. Giết. Thế ba em đi gọi này. Gọi em rồi. Xời. Ôi kiệt sức chậm quá, xin lỗi em cái lần nhá, em gà quá. Không chết đâu. Ai chết thì cứ chết, tôi không chết đâu. Ôi từ. À Serap chết rồi không sợ. Mình hồi máu kìa. Ui hồi máu kìa. Cái triệu lên là không đạo. Không thấy thằng nào đánh Timo như này. Gầy không? Lúc mình lên là hết cái gì để xem ấy nhỉ? Đó đánh nhau kìa. Thôi rồi. Xê, các kiểu làm chậm các thứ. 15 tổ hợp phím. 15 tổ hợp phím trên không. Thôi chết anh rồi Khôi ơi, bảo kê anh. Kệ anh. Bằng mọi giá anh không thể để mất Trinh được. Thôi từ chết anh rồi Khôi. Ôi mày quá, địch không đuổi anh. Bằng mọi giá anh không thể mất Trinh được. Xét ra cùng thì đấy, hỗ trợ Hàn Quốc thì nó cũng tầm như này thôi. Hôm nọ đấy thì Team Snake sang là cũng có ngỏ lời rồi, bóng gió là tôi là một người chơi hỗ trợ có tiềm năng này, các thứ, nhưng mà tôi không. Tôi bảo tôi thích làm bình luận viên thì tôi không thích làm game thủ. Tôi không thích làm vận động viên thể thao điện tử. Mau qua như nào? Rồi, mày ngang của này không ai cứu được chết không nhá. Thôi lô chết luôn đi nè. Lên đây cứu anh, lên đây. Lại phải làm cứu. Phiền lắm mạnh anh, phiền lắm. Quá con người phiền phức. Tôi biết là các bạn khát máu, nhưng vấn đề là trận này tôi không thể chết được. Vì hai trận trước tôi fail quá rồi, trận này tôi không thể fail được. Dù chỉ là một khoảnh khắc. Còn quay trở lại với chủ đề Snake thì đấy, hôm nọ thằng cu sọc nó về thì cũng có chuyển lời là anh ơi, bên kia là cái môi trường thể thao điện tử nó chuyên nghiệp, nó cũng tốt lắm. Tôi bảo tôi thích ở Việt Nam. Tôi thích làm bình luận viên thì tôi không thích làm game thủ. Vì kỹ năng thì tôi có, nhưng cái chính là cái chịu áp lực là tôi không giỏi. Tôi không phải là một người chịu áp lực tốt. Tôi thích trong một cái môi trường có thoải mái, ở cái môi trường như vậy tôi sẽ tính thế nào. Hả? Bây giờ tính như thế nào á? Có một phát nữa các bạn cắt tầm cho bạn rửa hận không? Bởi vì lúc ấy một lỗi thằng Khôi mời bạn là vàng 3. À lúc ấy thằng Khôi cố tình mời bạn vàng 3 vào chơi để cho nó có cái sự chênh lệch đúng không? Bởi vì các bạn ấy yêu cầu là anh đánh Zara SKT 8:07 được. Một trận cho... nữa, một cắt tầm nữa. Khôi chỉ kim cương thôi. Được. Kim cương. Khôi vàng mời lại đội hình như cũ, anh em mời đúng là 5 kim cương nhá. Mời 5 kim cương, chỉ cho các bạn kim cương thôi. Chỉ kim cương thách đấu trở lên. Mày liệu hồn đấy, mày lúc nãy là mày chơi mẹo ấy nhá.
Thế chắc là em đánh ngay đi với anh nhá. Anh sao cũng được, mày cứ mời vào đây anh gánh mà, lo cái gì. Mày vào đi. Sao bạn bảo bạn comment kim cương này anh ơi. Sao anh mời ông bạn anh vào đây. Bạn nào? Ông đi bán trước vào đánh này. À, Godfrey. Godfrey là thiên địch cho tôi nhỉ. Đánh này, đánh này mà. Bất quan điểm. Ra thủ rồi. Bên kia, bây giờ mời các bạn vào sang ra. Bao nhiêu người xem rồi chú? 6.000 8.000 9.000 này. Có 15 bạn 1. Bạn đâu? Đi đi. Ui đồ cả đi đi. Đi một ít thế. Nó xin cơ dâu của nhà. Đấy, anh Khôi thì thôi về có tí tí thì để chọn các bạn nào rồi. Rồi đấy. Nào đấy. Ui toàn kim cương luôn. Hay quá rồi. Căng đánh ơi. Có phải lag à? Mở ra. Túi kìa. Túi thôi. Túi thôi. Túi thôi mà em ơi. Vâng. Vâng đi. Có cái sổ. Tắt tề đề. Xong chưa Khôi ơi? Rồi anh em đang thiếu một bản kim cương. Kim cương 5, kim cương 4, kim cương 5, kim cương 4, 2415. Phun rồi em ơi. Kim cương 5. Rồi toàn KFC rồi, giờ bắt đầu đi. Chém đấy em ơi mày. Càng quá rồi anh ơi, trên này căng đấy. Càng quá tình hình này. Chén. Chén. Em phải ghê đi nhá. Em thích làm gì không? Mày đánh đi, tao đi chỗ khác ấy, không không chơi với mày đâu. Mày đi đâu rồi mày đi, mày thả. Mày đi tốt à? Mày đi dẫn chưa đẹp đấy. Thằng Lân, Lân này. Thôi được rồi. Anh em em giải quyết như thế được không? À, mày đánh con gì tôi chết, tôi đánh Lissandra, mày có biết chơi con này không đây? Đẻ con này. Mày lại đẻ ra con này cơ á? Thế cơ à? Mày đánh Kakma. Mày đánh Victor. Victor Vandette à? Ừ. Mày không quan tâm. Con này là phải cầm bằng AP nó mới xứng đáng. Có máu này. 32 máu này. Rồi đánh các ma. Và như để một lời khẳng định rằng với các bạn là tôi cũng là một người yêu thích SKT, nhấn mạnh là yêu thích thôi nha, bởi vì tôi không có văn hóa tưởng tượng. Tôi yêu thích SKT cũng giống như là tôi yêu thích Cloud9 vậy. Và tôi sẽ đánh trang phục này để ủng hộ cho SKT trong... SKT là ngày mai kia ấy nhỉ? Mai đúng không? Đấy! Fighting! Mấy thằng em SKT hãy cố lên! Ngày hôm nay thì ở Việt Nam anh sẽ đánh bộ trang phục này để ủng hộ mấy thằng em. Nhưng mà chia sẻ thật lòng nhá, tôi nói điều này ra thì mong các bạn là fan SKT đừng có ném gạch đá tôi. Vì tôi rất là tủi thân khi các bạn ném gạch đá với tôi. Đấy là tôi không thích SKT, Samsung hay là Rock Tiger vô địch cái mùa này. Đại loại tóm gọn lại là tôi không thích người Hàn Quốc vô địch năm nay.
Bởi vì nếu mà như thế, nó làm cho cái cán cân sức mạnh của Liên minh huyền thoại trên thế giới nó lệch quá. Mà năm nay là cái năm mà cho thấy rằng người Hàn Quốc rất dễ là mất huy chương vì sự bấp bênh của họ, đúng không? Samsung vào rồi. Samsung thì vào rồi không nói, nhưng mà Samsung cũng dù sao cũng là tier 3, tức là đội hạt giống số 3 của LCK. Bởi vì hai đội kia nó quá mạnh. Đó, nhưng mà hai đội mạnh thì sao? Rock Tiger cũng thua mất 2 trận. Thua 2 trận. NKT thua 1. NKT cũng đã thua. Cũng đã biết thua. Không biết có phải thả thính hay không nhưng kệ đi. Thua là một lần, gục ngã để từ từ tiến bộ. Không sao. Ừ. Sao đấy bố? À, tôi được cho mượn cái điện thoại này để sai để ok ok rồi ok cảm ơn. Đấy, đang nói về SKT thì ngay lập tức bá Nhật vào và đưa cho tôi một cái điện thoại bảo là cầm lấy mà xài. Ok. Thôi. Các bạn biết anh bá Nhật là một người khá là tốt tính. Hứng hứng lên là cho người khác một cái điện thoại thôi, không có vấn đề gì cả. Mang cho em cái nhá. Samsung à? Note 7 phải không đấy? Ui, đặt bom nổ đấy. Ôi, vào game em ơi. Còn về phần đội nào vô địch thì tôi nghĩ là đội nào cũng được, miễn đừng phải là đội Hàn Quốc nữa cho cái Liên minh huyền thoại nó vui. Cướp không? Cướp quá đi chị Lệ. Không ai. Đấy. Tôi đang nói chuyện xét theo khía cạnh là một người bình luận viên, là một người mong muốn cho cộng đồng Liên minh huyền thoại của cả thế giới nó có một cái gì đó nó hấp dẫn. Chứ tôi không hề trù ẻo hay là ghét bất kỳ một đội tuyển nào cả. Thôi, có mắt rồi. Thôi em ơi. Hạng 3 VCSA nhưng mà vô địch thế giới ấy. Chịu. Thôi được rồi, không sao, không ai đánh thuế mơ mộng cả. Ở Việt Nam không đánh thuế mơ mộng. Mà theo anh bắt đầu chăn rau này. Tiết mục chăn và được chăn. Thằng Lân này con gì đấy? Lân đánh Kim Rệt anh em. Thằng này lại lâu tứ thủ rồi ơi. Anh đang stream à? Ừ. Cho em vác mặt lên stream được không? Trận cuối rồi em, anh phải về chi chi bây giờ. Ừ, cho em không, em... À, em thò vào thôi, em thò vào thôi, thò đi. Em thò bất cứ cái bộ phận nào em thích vào đây. Mặt cũng được, mà cả người luôn cũng được. Ờ, đợi chứ là để làm lại cho mình xinh đẹp mà. Ôi, né được kìa. Điều thế nhở? Anh đánh con ra ra. Em tưởng anh đánh vệ binh tinh tú. Nhưng đánh xong 3 trận vệ binh tinh tú rồi. Các bạn yêu cầu đánh Zyra để ủng hộ cho SKT đi. Ừ, đi làm tí. Là trận thứ 4 rồi. Trận thứ 4 rồi. Ôi ôi, ông Tạc Giang Bòi, ông Phạm như là thanh niên là ai? VCSC. Tạc Giang Bòi thật á? Ôi, Tạc Giang Bòi thật á? Tạc Giang Bòi hả? Anh kêu được gặp nó hay là... Anh mời nó vào, Khôi mời nó vào. Tôi chết rồi, em ơi! Hay lắm. Phát bắn thứ 7 trượt. Lỗi cho tôi của đấy. Tôi đứng xa Tạc Giang quá. Ban đầu hai anh em chưa hiểu ý nhau lắm. Ôi, ông nào phớt ông nào đấy? Lee Sin phớt à? Ai là kinh quá nhở? Chết rồi, vợ gọi điện rồi. Đúng là vợ gọi thật. Alo. Anh sắp về rồi, nốt trận này anh về rồi. Mua bún á, giờ này mua bún ở chỗ nào bán nữa mà mua bún. Ờ, bye. Đang vợ, à chết, đang chơi vợ bảo gọi điện bảo mua bún thế này. Thôi bắt đầu tập trung chơi này, tập trung cẩn thận này. Ờ, nói cái gì đi.
Ôi em ơi, anh xin em. Có một cái điều rất dễ thấy ở những game thủ chuyên nghiệp tầm như VCSB, VCSA trở lên là họ tính toán chiêu thức rất là tốt. Công nhận là họ tính toán. Như vậy các bạn thấy không? Tạc răng chỉ tốc biến khi mà còn một phát bắn nữa thôi, tạc răng mới tốc biến. Đấy. Biết luôn là đối phương sẽ làm gì và để né những chiêu thức cơ bản đấy. Đấy là sự khác biệt giữa chúng ta với game thủ chuyên nghiệp. Và hy vọng sau hôm nay các bạn vẫn cứ tiếp tục ủng hộ tôi, lên share và like, rồi cũng như là xem tôi stream để tôi có động lực hơn trong quãng thời gian sắp tới. Xin chào các bạn, mình là người lồng tiếng Yorick. Ok. Sắp tới hẹn gặp lại các bạn ở các tiêu điểm tới tiếp theo. Ủa, giật mình không kịp của đấy. Ê! Sorry người em. Đấy, mất tốc biến ngay. Mạnh Ngàn thì đầu quyết đoán lắm, không đùa đâu. Thấy không, đổi tốc biến của hỗ trợ, lấy tốc biến của pháp sư đối phương. Đỡ hậu cái coi. Rồi luôn. Chết Lee Sin rồi. Ui giời, nói cái gì đi. Không nói được cái gì ạ. Nói cái gì đi ạ? Ai đánh Kama đấy? Khôi đánh à? Canlote vét tốt quá nhở? Hồi sau. Tốt. Có tầm nhìn ạ. Có. Quá tuyệt vời. Ô, oh, tí thì mất. Ôi ơi, sao ăn hai mạng ở đâu thế này? Trong trận này là áp tải full lên cho các bạn xem luôn. Xong rồi, cả bạn cắt. Vui cho ăn được nhiều. Sao rồi, cầu máu kìa. Đang qua lâu ạ? Thôi kiếm tiền là fail. Tao che, nó góc ấy không phải là góc che của tao. Em.
58 với 72 của này Lân gặp tặc răng là đi đường dưới là khó đi rồi. Cố lên tặc răng. Ôi không chết kìa, chết không, cay thật. Thôi xong, hay thế nhờ, thằng Lân làm một quả chiêu cuối đẹp thật, cứu được Khôi. Về với nhà mình Khôi ơi. Lân hay quá. Quả đấy anh hơi tham giết thanh niên kia. Không, quả đấy anh cũng chết. Chết. Anh chết à? Bưởi diễn không tới. Anh đánh tệ thật. Nhà anh bên diễn mà em. Đấy cầm thiểu đô thì chết vì thím. Đúng rồi em. Ui tích 3 lần tiền luôn kìa. Con này khó chịu thật, mà bắn con đau là cây bắn này. Cây đắn không khác gì người bắn luôn. Ui người anh em chiến tốt. Đánh được kiên xúc tu rồi. Chiến tốt là kiên xúc tu nhá. Phải là kiên xúc tu à? Ôi, kiệt sức chậm rồi, sorry. Sorry, người em tặc răng anh sai rồi. Nghĩ nó xuống ấy. Sorry, người em tặc răng anh kiệt sức sai rồi. Thầy tệ lắm rồi. Giết được mình, cười gì thế. Hay không? Nhưng ôi, bởi diễn không tới rồi. Văn võ là cũng xong toàn đấy, nhưng mà diễn chưa tới. Thôi, giả bã rồi. Không chết rồi, giả bã rồi.
Kinh quá nhờ, khôi kìa. Hai, để hết kiệt sức em bắn, để hết kiệt sức em bắn. Tốt, tốt, tốt. Hay lắm. Nói cái gì đi? Không nói là cái gì cả. Cái bẫy này không có đam, trời ơi. Có đam. Cá không? Tao cá mày đấy. Ờ, chơi đấy. Cái cá bẫy là cái đạ, cái bẫy có đam. Có đam không bà Nhật ơi? Có. Có à, bây giờ nó mới sửa à? Anh chưa làm gì có đam. Có đam, đam to khác đam có tí đau ở nó rồi. Ôi. Không cá được rồng kìa. Ở đâu ra anh? À, chiêu cuối của Rai. Thảo nào. Như là tàng hình hiện ra ấy, kinh vách cả đoái. À, hay tê nhở. Lê Khơi đến từ trạm chơi. Về được em ơi, về được. Hay tê nhở, nè chiêu cắm mắt vào. Tay chậm quá. Chết rồi, hay lắm người em tặng sang boy kìa. Hay quá người em cót vi nữa kìa. Ôi người em cót vi sút quả đấy hơi tệ đấy nhá. Người em gọt vi có một cái gì đấy nó vẫn là bưởi diễn quá anh ạ. Ờ, nặng vì bưởi diễn quá. Khẳng định với anh nhà mà không mở cổng diễn chắc cũng học sự giống như này à. Khoa diễn xuất mà. Đi học đại mỹ thuật đấy chứ. Đấy, nông dân đúng không? Nông dân. Anh thích cái người nông dân gì đấy. Đánh con này phải đi săn người đúng không? Không, đánh con đấy phải đi ăn trụ chứ gì. Mày không biết giờ đồng người dân nó khác cả lên trụ à? Nó khác cả lên trụ à? Ờ, nó khác cái trụ mà ăn được cái trụ mà có đồng người dân nó được 10 đồng luôn. Thế chắc là chỉ trong trận đấu của mày ăn đúng không? Nội tại ẩn của những trận đấu mà có anh mà. Tôi mở cái đường dưới này. Nó có mắt rồi. Người ta cắm để người ta lấy stack tiền thôi chứ có đuổi mắt gì đâu mà trượt với chúng. Đánh kìa, đánh kìa. Không phải đánh thì lại chết oan rồi đây. Bị vòng sau này. Ôi mình định chói. Qua luôn kìa. Đấy, bắt được béo này. Bắt đi, mày cứ làm như bắt được ngay ý. Thôi anh An ơi, hết giáp rồi kìa. Tốt quá. Hay thế nhở. Các anh em bưởi diễn tốt lắm. À, khoai. Đi, đi. Có gì đấy? Bùa xanh nó ra thì cái gì? Ra chưa? Phá đi cả. Ở đây có mắt này nghe này. Thôi, những người nghe quả tạc. Có đây nghe này, phá nó này. Là ba xịt. Lấy cái gì ra phá hết rồi, hết mày quét rồi. Hả? Mắt tím. À, mắt tím à? Tham đi. Chết tao rồi. Thằng lợn khôi xui dại tao. Lợn nè. Cay thật. Mẹ nó xui mình phá mắt cho nó bấm bê về. Cay vách trưởng.
Từ giờ anh thề anh không chơi với Khôi nữa. Anh dỗi không chơi với Khôi nữa. Thề từ giờ gặp Khôi chết không bao giờ anh cứu. Hay chưa? Ôi, tính đam sai rồi, phí cái tốc biến rồi lần này. Báo là người ta đang đến thôi. Xem đẩy cái đường trên này được cái này. Chó để cấu tiền thôi, lấy tiền thôi. Sao không đẩy trên cao lên mà ấy nhở? Anh kéo người lên, em lên đây này. Ôi, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Úi thử Mạnh An. Điên là Mạnh An làm sao? Cùng lắm ăn cái thùng triệu nổ là cùng như thế. Hay quá, thùng rượu nổ bị phế rồi. Ôi ông bị đá mất. Hết mắt rồi em ơi. Thành hình Tắc Giang đánh hay lắm. Mà Tắc Giang nó biết chơi thế thôi. Thôi người anh em gót vi thì ngất này. Ai bảo nó ngất anh ơi. Vẫn là người anh tốt với những người em. Ờ ơi. Ok anh em về anh em ơi. Thôi không vui rồi, không vui rồi. Về nha. Sổ vũ của tông kìa. Kinh nhở. Tóc hết cả váy luôn, mất ba đòn. Mất thì thôi, biết làm nào. Các bạn ngoan đâu, bạn đi ăn tầm rồi. Đội bạn mà dám ăn thì đừng có trách Mạnh An vô tình. Thôi xong cái lần thì gãy rồi. Giờ mày có nguyên ấn đấy. Mất rồi. Để ý Dinh như này. Ôi ôi, cái Linh nó bắn anh em ơi. Quả này tính như thế rồi. Ủa 06 cái này. Chết rồi. Chết thật đấy. Ừ, có lẽ tệ lắm ý.
bội bạc thật đấy con này. Ăn cái trụ đi, người ta lấy tiền này coi. À đây là cấp 9 rồi. Thôi xong rồi, xong rồi. Tặc răng boy bảo chạy được đi. Mày ấy, mày không ping thằng tặc răng về, mày còn đánh với nó chả tệ cái gì. Ông nào bán đốt trụ để tao có tiền. Ăn xong rồi thì về thằng tặc răng còn đấy lao lên còn gì nữa. Kiếm tí tiền. Đau chưa? Ôi. Mày cứ làm như nó muốn là ăn được luôn đi. Đấy, bè. Mày quá nghe nghe ăn kìa. Lại bảo sống. Pha xử lý tương đối được đấy. Ôi, hết cây rồi à? Chơi được. Ôi. Hay quá cái lần kìa. Quý rồi em ơi. Anh nằm xuống với những người em được tôn vinh rồi. Em bị thanh niên ra sức tu đuổi đau quá. Hay quá nhờ, quả giật bắn kìa. Tốt lắm, những người em đánh như kim cương ấy. Cho anh về ăn cơm với vợ các em ơi. Rồi, gót vì. Ôi khôi không chết kìa. Thôi xong. Chết rồi, ngon, quay lại. Hay quá, chắc là biết là mình chết rồi. Không chạy nữa. Kinh này. Ôi anh ăn ơi. Sợ cái gì nhỉ, có áp lực gì đâu nhỉ. Đấy, thấy không, không có anh mà sao ăn được nó. Thôi về em ơi. Còn giáp không? Ôi ôi. Anh em bắt đầu xa đà vào buổi diễn quá rồi. Thôi xong.
Kinh. Bình tĩnh à? Bình tĩnh lắm, các bạn trẻ bây giờ chơi ghê thật. Các bạn cũng đòn vọt nhau nhỉ? Đòn lắm. Ủa hút máu này. Vãi trưởng. Anh em không tám nữa. Thì người ta làm nền kệ người ta đi. Chưa dậy trận liên minh rồi mà ra ra không tám. Thì cái trận này mình hỗ trợ em còn được dương mạnh hơn anh. Mày điên à? Cái trận ta không chết vừa rồi thì sao? Người ta đánh. Người ta đánh tùy theo kiểu chủ đề thôi. À. Ví dụ đủ, đây, trận này là chủ đề công hiến, hiểu không? Còn chủ, trận trước là chủ đề trinh trắng. Trinh trắng. Trinh trắng một thôi à? Thôi chết em rồi. Lại nằm xuống. Chết chắc luôn. Được cái hỗ trợ nữa chú ạ. Thủ thân quá. Đấy, 099 rồi. Không chín được. Nó cứ xanh mãi này, không chín được. Hết game thì lên lấy hồi chiều. Xôi tặc răng kìa. Xôi. Xôi bắn không có đam à. Ủa ơi. Xôi lên xin kìa. Ui. Chết ngay, em còn kiệt sức chết ngay. Cày mũi quay ra phá trụ. Như nơi ạ. Hai từ thôi. Vâng, đây là xếp một thật lòng. Ok, đấy. Như vậy là ngày hôm nay tôi đã có một vài trận đấu vui với các bạn. Thì hy vọng là các bạn sẽ trong khoảng thời gian tới sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ Mạnh An trong cái việc là stream để cho tôi có động lực tiếp tục là stream phục vụ các bạn. Cho đến bây giờ thì cũng đến gần 9 giờ tối mà vẫn còn hơn 5.000 người xem, thì đấy là một nguồn động viên là vô cùng to lớn với tôi. Và chốt lại nội dung chính của buổi stream ngày hôm nay, tôi muốn gọi là khóc vài điều đấy. Thứ nhất là buồn cho Cloud9, rồi là xin link của phim Zippo Mù Tạt và Em để xem trước. Chắc là không có bởi vì đây là phim bản quyền của VTV thì chắc là không có, nhưng biết đâu anh em nào lại quen biết để xin được cái link để xem trước cũng hay. Ngoài ra thì với trận đánh cuối cùng mà để tôn vinh SKT. Bắn bỉm nữa. Chúc SKT thi đấu tốt. Còn bắn bỉm không? Có bắn bỉm. 1,8 gói bịch, 1,8 bịch bỉm cỡ lớn size XL dành cho trẻ từ 12 đến 20 cân. Loại dán nha, nhớ là tã loại dán chứ không phải là tã quần nha. Thế nên là bạn nào mà có nhu cầu thì liên hệ đến tôi. Tôi sẽ nhượng lại cái bịch bỉm để với giá 80% so với giá trị thường thôi. Hoặc là bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tầm này là 9:15 phút nữa, chi đến giờ đi ngủ, tôi cần phải về gặp con gái của tôi. Hẹn các bạn trong một ngày gần nhất, trong một buổi stream còn vui hơn như ngày hôm nay nữa. Các bạn sẽ lại để thấy Zanna bất tử của tôi một lần nữa xuất hiện. Và các bạn lại thấy là Zyra, ngót lai người của tôi. 099, nhất quyết 09. Cloud9, nhất quyết 09, tầng mây thứ 9. Tầng mây thứ 9. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Woo. À, cái Hunter ơi. Đã, tắt vào. Rồi, em là cái xuống kênh cho anh cái. Tắt tiếng đi. Xin cảm ơn. Mua bún rồi.
Ơi bây giờ mới bật, hóa ra từ nãy giờ tắt. Để tao làm gì? Kinh nhỉ, lượt xem nó giữ đều nhỉ? Đều mà. Quay vào hình. Không sao sao? Không biết thoát thế nào à? Tao là làm mày đâu. Thế gọi thằng kia thôi, thôi thôi. Đóng cửa và gọi kia. Gọi thằng kia xuống đây. Vẫn đang phát đấy nhá. Ôi khôi, hôm nay đánh trận gì, hơi tệ.